Xin chào các bạn. Bài học hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách chép bè, chép lời và chép hợp âm trong phần mềm Sibelius. Như đã nói ban đầu thì các bạn chịu khó xem video và thực hành chừng vài phút thôi. Nhưng mà các bạn lặp lại liên tục á, thì những cái tính năng về phím tắt rồi những cái thao tác á, nó sẽ rất là dễ dàng. Nếu bạn nào đã quen Encore và không muốn làm quen phần mềm khác á, thì mình ngưng. Còn nếu trường hợp mà mình muốn tìm hiểu thêm, có thời gian rảnh thì mình nên nghiên cứu xem, biết đâu là cái phần mềm mới á, nó giúp ích hơn và mình cảm thấy là nó hiệu quả hơn. Tùy các bạn. Như những video trước thì tôi sẽ mở cái văn bản mẫu ở khóa Son để làm ví dụ những cái vấn đề mà tôi sắp trình bày. Một cái văn bản mẫu hiện ra như thế này, thì bây giờ tôi sẽ đánh vài nốt, vài ô nhịp để tôi ví dụ. Các bạn nhớ là khi các bạn cài đặt Sibelius xong á, thì các bạn nhớ là vào cái mục reference này, rồi các bạn chú ý đến cái mục là current feature set. Các bạn vào cái notebook laptop socket á, các bạn chỉnh cái tính năng này lên nha, thì các bạn mới sử dụng được phím tắt trong Sibelius. Bây giờ tôi chép mẫu vài nốt để tôi làm ví dụ về hợp âm và lời. Trong ba cái cách nhập nốt như nói ban đầu, là một là các bạn chịu khó rê cái chuột, rồi mình bấm vào cái nốt hay cái hiệu gì đó các bạn chép trực tiếp. Thí dụ như tôi rê cái nốt mi nè. Đó là nốt mi nè. Rồi. Hoặc là tôi bấm cái chữ cái ở trên cái bàn phím. Còn số 1, số 2, số 3, số 4 là nói về trường độ nốt. Tôi bấm nốt re thì hiện chữ re, bấm nốt mi hiện nốt mi. Còn không, các bạn cách thứ 3 là các bạn nhập trực tiếp ở trên cái bàn phím keyboard bằng cách là các bạn mở cái view này. Vào cái panel các bạn bấm cái keyboard lên nha các bạn. Và cái cách này thì tôi sử dụng, tôi cảm thấy rất là hiệu quả, là vì lý do là mình điều chỉnh được cái cao độ và cái mình bấm rất là nhanh. Thí dụ như là mình chỉ sử dụng là cái thay vì con chuột mình rê ở trên cái khuôn nhạc á, thì bây giờ mình bấm trực tiếp ở trên cái phím đàn luôn. Thí dụ như là mình muốn cái nốt rê móc đơn đi, thì mình bấm số 3. Rồi mình bấm nút re 4 này, hoặc là re 5. Rồi re mi fa đi, ví dụ vậy đi. Rồi mình muốn là cái nốt trắng hay nốt đen thì bấm cái số 4. Bấm số 4 mình bấm nút đồ 4. Ví dụ vậy. Rồi, bây giờ thì đầu tiên là tôi lấy ví dụ mẫu hai cái ô nhịp mà tôi đã chép nốt. Đầu tiên mà khi các bạn muốn mà chép lời á, mình có nốt xong, bây giờ mình làm ca khúc mình chép lời đó, thì mình các bạn chú ý là bấm cái phím tắt là Ctrl+L. Bấm phím tắt Ctrl+L thì cái mũi tên nó sẽ tự động nó hiện cái màu xanh. Bây giờ đây là cái màu đen nè, cái màu trắng nè. Rồi khi bấm Ctrl+L á, là Lyric á, là cái lời đó, thì nó sẽ hiện cái màu xanh. Rồi các bạn muốn muốn đánh lời bất cứ
cứ ở chỗ nào thì mình cứ rê chuột vào cái vị trí ở chỗ đó, là tự động là nó sẽ nhấp nháy cái thanh dọc á, là mình đánh lời vào. Tôi lấy ví dụ ha. Bấm Ctrl+L. Rồi. Tôi đánh mẫu ví dụ một cái câu ngắn nha. Chứ đây không phải ca khúc nha các bạn nha, tôi đánh đại thôi. Rồi, bây giờ các bạn xem cái lời nha. Rồi, thì các bạn nhìn vào cái giai điệu á, cái giai điệu và cái chữ. Tôi nhắc lại là tôi đánh tầm bậy tầm bạ cái lời, không phải ca khúc nha các bạn nha. Các bạn để ý là vào cái ô nhịp số 2 á, cái chữ mà cầu mong phường á, chống dịch tốt. Bây giờ nè, cái đây nè, các bạn thấy là trong cái phần mềm Keyboard á, nó tự động nó giãn cách cái nốt và cái lời ra cho mình luôn. Còn trong một encore á, thì nó không làm được như vậy. Còn nếu mà nó làm á, thì thông thường là cái chữ nó sẽ dịch chuyển tùm lum tùm la hết. Nó không có nằm theo thứ tự, mà nó dịch chuyển tùm lum tùm la hết. Đó, ví dụ nó nằm nó chồng lắng vậy nè, thì rất là khó để điều chỉnh. Nhưng trong Symbiot nó thì cái chữ nó đi theo cái chữ dài chữ ngắn ấy, thì nó sẽ cái nốt nó khoảng cách giống nhau luôn. Cái đây là cái lời 1. Thí dụ như nếu trường hợp các bạn muốn đánh cái lời 2 thì các bạn bấm cho tôi cái phím tắt là Ctrl+Alt+L. Ctrl rồi chữ Alt rồi thêm mấy chữ L nữa. Rồi nhấp vào cái vị trí nốt thì nó sẽ hiện cái lời 2. Thì mình chỉ đánh lời thôi, nó cũng đơn giản không gì hết. Rồi đại khái là vậy. Rồi bây giờ các bạn muốn cái lời 3 thì sao? Các bạn muốn lời 3 thì nó không có phím tắt L, không có phím tắt như L Ctrl L Alt L 3 hay là sau đó thì không có. Các bạn chịu khó bấm lời 3 đó thì các bạn vào cái test trong cái thanh menu này, nó có chữ Right á, các bạn chọn cái con chuột xuống thì các bạn thấy là người ta mặc định cái phím tắt là Ctrl L với Ctrl Alt L là lời 1, lời 2 là vì nó phổ biến. Còn đối với những ca khúc mà in lời 3, lời 4 hoặc là những cái ca khúc mà trong thánh ca đó thì nó nhiều khi có 4, 5 á, thì các bạn tích vào cái L, cái lời 3 thì nó cũng tương tự thôi. Thật ra thì có một số phần mềm khác á, mà ngày hôm nay á, là nó luôn luôn cho chúng ta tự set up cái phím tắt hay là cái phím nóng á, để mình thao tác cho nhanh. Thì phần mềm Cboost nó cũng tương tự như vậy. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ là cái phần mềm các bạn đang cài đặt là phần mềm nó không có bản quyền, nó bị rắc. Là có nghĩa là phần mềm đây là phần mềm bị rắc mình mới xài, mình phải dùng thuốc mình mới xài được. Cho nên nó sẽ hạn chế một chút tính năng. Thí dụ như nếu trường hợp các bạn bỏ tiền ra bản quyền á, thì ở trong cái file nó sẽ có cái mục Reference này. Rồi kéo vào cái mục Keyboard Shortcut này, các bạn thấy nó có một cái bảng hiện ra. Đó, thì các bạn tìm tới cái tính năng của mình mà mình đang sử dụng. Thí dụ như là trong cái phần lời thì các bạn tìm tới cái phần lời. Thí dụ như trong Test Style nè. Test Style thì bây giờ tới đây là các bạn thấy nó có Lyric Line 1, Lyric Line 2, 3, 4, 5.
lên 1 thì tao người ta mặc định là Ctrl L nè. Lên 2 thì lời 2 là Ctrl Alt L. Mà cái 3 4 thì nó không có. Thì bởi vậy ở dưới đây nó sẽ có cái bảng dưới đây là mình tích cái mỏ nail vào cái mục Enable Filter. Thì mình sẽ tự mình set up cái phím tắt. Nhưng mà do phần mềm bị rắc nó thuốc cho nên là cái phần mềm này nó, cái tính năng này tạm thời là nó đóng, nó không cho mình xài. Cho nên các bạn vào cái thanh menu á, vào cái test rồi các bạn bấm từ Rarit nè, chịu khó mình làm thủ công một chút xíu. Rồi cái đó là cái phần chép lời. Còn nếu mà trường hợp các bạn muốn chép bè thì sao? Ví dụ như mình chép ca khúc thì có những cái chỗ mà nó có bè 2. Hoặc là các bạn chép chép hợp xướng nó có bè soprano, alto, tenor, bass thì nó sẽ có dubbed away xuống á. Thì bây giờ mình phải làm như thế nào? Thì khi mà chép bè á thì các bạn bấm cái phím tắt là Alt. Alt và số 1 là cái, đây là cái bè 1 nè. Muốn bè 2 thì bấm Alt 2. Các bạn ý là cái keypad nó sẽ hiện ra cái màu xanh nè. Alt 3 4 5 là tất cả nè. 5 là tất cả. Alt 2 là bè 2. Rồi sau đó các bạn muốn cái bè nào các bạn bấm vào. Thí dụ như là tôi muốn cái chỗ đây này, vị trí cái phát số 3 của ô nhịp số 2 thì là nốt la đi, là nốt trắng, tôi tích vào đây. Các bạn thấy là cái bè 1 nó tự động là đuôi nó quay lên. Rồi cái vị trí của tôi đánh là phát số 3 cho nên nó là cái phía trước nó không có, nó tự động nó hiện cái dấu lặn trắng. Và cái lao lặn trắng này á, là nó mặc định phía dưới đường kẹo số 1 thay vì là nó nằm lộn xộn. Ví dụ như nó nằm ở ngay mặc định là nó, cái dấu lặn là nằm ngay đường kẹo số 3 đó. Thì bây giờ nó mặc định đây là nó đẹp, ví dụ như vậy. Nhưng mà trong encore thì nó không như vậy. Các bạn mà đánh ở chỗ này á, là các bạn phải tắt cái tính năng á, là nó không có tự động gọi như là tự động điều chỉnh cái ô nhịp á. Thì các bạn tắt cái tính năng nó đi thì các bạn thêm nốt chỗ nào cũng được. Còn nếu trường hợp các bạn mà không tắt á thì các bạn bấm ngay cái chỗ phát số 3 này là tự động nó sẽ hiện về cái phát số 1. Nó sẽ, cái con nốt trắng này nó sẽ chạy về phát số 1 thì nó rất là khó khăn. Bây giờ tôi lấy ví dụ thay vì nốt trắng đúng không? Bây giờ tôi đánh cái tôi làm ngay cái vị trí của một cái nốt khác nha. Ví dụ như móc đơn ngay cái chỗ nốt ngay nốt nó son đi. Đó. Thì tự động những chỗ khác nó hiện cái dấu lặn. Còn trường hợp các bạn muốn cái bè 3, bè 4 thì bấm phím tắt Alt 3, 4 hay là các bạn bấm ở trên đây cũng được. Thì tự động nó sẽ hiện cái bè mà cái mình cần phải chép. Rồi, cái đó là cái phần chép bè. Còn tiếp theo thì cái phần làm hợp âm thì sao? Để mà chép ca khúc hay là piano mà các bạn muốn thêm một cái hợp âm gì đó ở trên nốt á thì các bạn bấm cho tôi á, là phím tắt là Ctrl-K. Ctrl-K nha các bạn. Thì cái mũi tên nó cũng hiện màu xanh luôn. Thì mình thêm vào ngay cái vị trí nốt mà mình cần để hợp âm. Ví dụ chỗ này tôi muốn là hợp âm đô trưởng thì bấm đô. Đó, enter cái là xong. Enter khác qua cái chỗ khác. Cũng không thì mình muốn nó nhanh đó, thì bấm Ctrl-K ngay cái vị trí nốt mà mình cần với hợp âm. Ví dụ chỗ này đi à, tôi xin lỗi, ngay cái vị trí ngay nốt rề đi. Rồi, ví dụ đô thứ hay la thứ nè, la thứ 7 là xong. Rồi các bạn muốn tại vì các bạn cứ đánh trên cái bàn phím này tự động phần mềm nó sẽ hiểu nha. Ví dụ như đánh là la diêm 7 đi, la diêm 7 thì enter cái thì nó không có hiện chữ diêm mà nó hiện chữ số 0 á. Thì cái phím, cái đây là cái ký hiệu tắt hợp âm của nhạc nhạc hiện đại đó, là hợp âm giảm. Hợp âm giảm thì nó sẽ là diêm 7 là nó sẽ là có số 0.
Còn nếu mà trường hợp các bạn muốn là bán giảm thì sao? Hợp âm bán giảm nha, tôi làm ví dụ nha. Ví dụ như la thứ này 7 mà giáng 5. Enter một cái thì nó hiện chữ giáng 5. Nó như vậy thôi. Còn la đêm 7 thì nó sẽ là hiện là số 07. Hay là các bạn bấm ví dụ đô thăng đi, đô thăng thứ 7 mà giáng 5. Đó, thì nó cũng hiện ra, nó cũng tự mặc định cái chức năng là M nhỏ rồi cái giáng 5 nằm phía bên trên. Đó thì cái hợp âm. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn mà muốn xem những hợp âm mà nó đầy đủ á, hoặc là những hợp âm mà không biết thêm hợp âm gì đó, thì trong cái mục ở trên đây nè, các bạn vô cái set nè, vô cái kho nè. Bấm cái mũi tên ra. Bây giờ tôi tắt lại nha. Bấm cái mũi tên mở rộng ra nè. Thì ở đây nó có rất nhiều cái tên hợp âm ở trong đây. Và nó hiển thị đầy đủ những cái nốt nhạc ở trong luôn. Ví dụ như bấm cái này đi. Các bạn muốn cái tên gì, ví dụ đô nè, thứ giáng 5, đô thứ bát mi đi, mi giáng đi. Bấm cung cấp một cái, nó mới hiện ra. Ở đây nó không có cung cấp cho mình, mình không phải là mình thêm mới trực tiếp vào. Các bạn có thể sửa cái tên hợp âm hay là sửa những cái chức năng gì ở trong đây. Thật ra là đây là cái phần mềm nó bị rắc, cho nên là khi mà những cái thao tác khi mình làm á, nó sẽ có những cái trục trặc và nó có những tính năng mà nó khóa, nó không cho mình xài. Còn thường thường khi các bạn mà bấm trực tiếp vào cái nốt nhạc á, bấm cái hợp âm lên thì nó cũng được luôn. Còn không thì sử dụng phím tắt là Ctrl K. Trong cái lời, cái lyric á, các bạn chú ý là tôi nói thêm về chép lời á, ở trong đây nó có 5 lời nhưng mà nó có những cái lời khác ở phía bên trên nha. Cái đây là chép lời ở phía bên trên khuôn nhạc này. Thì đó, thì các bạn thêm vào. Đây là chép lời bên trên khuôn nhạc. Đó. Như vậy thì tôi đã trình bày về cái chép lời, chép bè và cái hợp âm. Ở trên cái bảng này là tôi cũng nói thêm để các bạn làm quen từ từ. Lời thì ở trên trong cái mục test, cái lyric. Hợp âm thì ở trong đây, đây là cái bảng mở rộng ra. Những chức năng khác thì nó cũng dễ các bạn tự nghiên cứu mà cũng không quan trọng đâu. Rồi tiếp theo là các bạn muốn chép lời nè, rồi hợp âm nè. Chép bè thì nó sẽ có cái phím tắt là Ctrl, tôi xin lỗi, phím tắt là Alt, và cái số bè là cái số 123 ở trên bàn phím. Một hai ba ở đây, 1 2 3 4. Tôi coi thử ở trên cái bảng này chép bè nằm ở đâu nha. Notation. Đây là cái void đây. Đây là cái void, là cái bè nha các bạn nha. Ở trên đây thì nó khi các bạn tích vào cái con chuột á thì nó sẽ hiện cái phím tắt ở trên luôn, nó rất là hay. Nhưng encore thì nó không có cái phần đó. Thôi, như vậy thì tôi xin kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các bạn đã chú ý nghe. Hy vọng các bạn làm chủ phần mềm CBDUX và đón xem những video kế tiếp. Nếu hữu ích thì các bạn hãy cho tôi một subscribe và like kênh. Xin cảm ơn các bạn.